Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong video buổi chiều ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn là trong video buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc hạng B. Đó chính là chiếc xe Nissan Sunny. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Nissan Sunny phiên bản XV. Phiên bản XV là cái phiên bản đủ đồ, full đồ và là cái phiên bản premium đấy ạ. Chiếc xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít và hộp số tự động. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản XV premium này thì Nissan cũng đã trang bị cho chiếc Sunny này là full option rồi. Từ đèn pha, đèn gầm, đèn LED, body kit quanh xe đầy đủ hết tất cả rồi, không thiếu bất kỳ một cái gì hết cả. Và đã có đầy đủ body kit quanh xe này. Đây là cái phần đèn LED đấy ạ. Giải đèn LED nó nằm ở dưới đèn gầm ấy. LED ban ngày đấy ạ, rất là đẹp đấy ạ. Quý vị các bạn nhìn qua về cái phần đầu thì quý vị các bạn cũng đã thấy rồi, nó rất là hầm hố và rất là đẹp, có body kit. Đây là cái lốp của xe đấy ạ. Cái dàn lốp của xe còn rất là mới, rất là đẹp, la răng đúc, khóa thông minh, bấm tay mở cửa và start stop. Gương chiếu hậu là gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương, đầy đủ hết cả rồi. Và cái cụm đèn hậu cũng rất là mới, rất là đẹp, tất cả còn nguyên bản, lại chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm, chưa xước sát gì cả, còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là cái phiên bản Nissan Sunny và là cái bản XV. XV tức là cái phiên bản premium rồi, đủ hết cả đồ rồi, không thiếu bất kỳ một cái gì hết. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi, không thiếu một cái gì cả. Đây là cái phần cảm biến lùi và body kit đằng sau đây ạ. Có body kit quanh xe luôn ạ, nhìn rất là đẹp, rất là thể thao ạ. Phiên bản này là phiên bản đầy đủ đồ, số tự động và không có chạy dịch vụ gì cả. Ở cái phiên bản số sàn thì rất là nhiều xe chạy dịch vụ, nhưng phiên bản số tự động này thì không có xe nào chạy dịch vụ đâu ạ. Cam kết thứ nhất là không chạy dịch vụ và còn nguyên bản, máy móc nguyên bản ạ, đầy đủ hết ạ. La răng cũng còn rất là mới, chưa có xước sát gì cả, và dàn lốp cũng còn rất là dày vì chiếc xe mới chạy có 2 vạn km thôi. Mức tiêu thụ của nhà sản xuất đây ạ, rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ, có 6 lít trung bình thôi ạ. Và đây là cái phần nội thất của chiếc xe. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đây ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có 2 vạn km thôi, nội thất cũng đã được trang bị ghế da rồi. Bước vào bậc cửa cũng chúng ta cũng đã thấy được là cái chữ Sunny ở bậc cửa có đèn sáng ạ. Đèn bậc cửa sáng ạ, và nội thất da. Nội thất da rất là mới ạ. Chiếc xe được trang bị cái nội thất là màu kem và còn rất là mới cho nên nó mới đẹp được như thế này. Nếu như mà chạy nhiều rồi thì là nó rất là cũ, nó rất là xuống màu, tại vì là cái màu sáng như thế này phải chạy ít và phải giữ gìn thì là nó mới được đẹp đẽ như thế này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mua về thì tôi cũng đã phát trực tiếp cho quý vị và các bạn xem rồi. Tôi cũng mới rửa ráy qua đi cái là quay chụp lên đây cho quý vị và các bạn xem ạ. Tôi làm video đầy đủ đấy ạ. Vô lăng thì cũng đã được tích hợp các phím điều khiển ạ. Và cái đồng hồ công tơ mét với chạy chính xác là 2 vạn 1 ạ. 2 vạn 1550 km ạ. Vô lăng được khâu ra, rất là đẹp, rất là mới ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vẫn hỗ trợ trả góp. Chúng tôi đang chào bán với giá là 445 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa đến 70% giá trị của xe. Vay trong 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Hỗ trợ ngân hàng, thủ tục rất là nhanh chóng, từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận xe để đi rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe ở cái phân khúc hạng B, số tự động, thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn có thể kết bạn Zalo theo số này để chúng tôi có thể tư vấn với quý vị và bạn qua Zalo, gửi hình, gửi video thì nó sẽ tiện hơn ạ. Bây giờ dùng Zalo rất là tiện, cho nên quý vị và các bạn có thể kết bạn theo số Zalo của tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng B thì duy nhất chiếc xe Nissan Sunny này thì lại được trang bị cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đây ạ. Không những một cửa gió mà 2 cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau luôn.
và có cả điều chỉnh tốc độ gió luôn. Quý vị các bạn thấy chưa, nó rất là tiện lợi cho hàng ghế ngồi phía sau ạ. Rất nhiều xe ở cái phân khúc C còn chưa được trang bị, nhưng chiếc xe ở cái phân khúc hạng B của Nissan thì lại được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau rồi, rất là tiện lợi ạ. Và chiếc xe cũng đã được trang bị màn hình giải trí đa phương tiện đây ạ. Chính giữa trung tâm là cái màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp camera lùi, và phần điều hòa cũng đã là điều hòa tự động rồi. Ở cái phiên bản Premium này thì không thiếu một cái đồ nào nữa. Phiên bản số sàn nó mới thiếu đồ, chứ cái phiên bản XV số tự động này thì đủ hết đồ rồi. Và tay phanh, cần số, tất cả còn rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả, chưa có mài mòn gì cả, vì chiếc xe mới lăn bánh được có 2.1 km thôi. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh Start Stop, tức là đè nổ đây ạ. Đây là nút bấm này, đè nổ bằng nút bấm Start Stop. Vô lăng, cần số, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái phần khóa thông minh đấy ạ. Khóa thông minh cũng còn rất là mới luôn, vì chủ xe đi cũng giữ gìn cẩn thận, cho nên tất cả đồ đạc các thứ ở trong xe từ đến cái khóa này cũng còn rất là mới ạ. Vô lăng cũng còn rất là đẹp, chưa có xước sát, chưa có mòn, chưa có bóng gì cả. Đồng hồ công tơ mét chạy chuẩn là 2.1500 km, rất là ít phải không quý vị các bạn. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân năm 2019 ạ. Từ 2019 đến nay là chạy được tính ra là gần 2 năm rồi, cho nên là chạy 2 vạn cũng là rất là ít đấy ạ. Vì bình thường nếu như chạy trung bình mỗi năm phải khoảng 1.5 vạn km đấy ạ. Và đây là cái màn hình giải trí thông tin đa phương tiện đây, tích hợp cả bản đồ này, đầy đủ hết option rồi. Tích hợp camera lùi, bản đồ này, chơi nhạc này, tất cả các thứ đều nằm hết ở trong cái màn hình nhỏ này đấy ạ. Quý vị và các bạn đi xe mà phải chờ đợi gì thì chúng ta có thể giải trí ở trên cái màn hình này, cũng rất là tốt đấy ạ. Tất cả những cái phần nhựa đều rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần camera lùi. Tôi sẽ vào số lùi cho quý vị và các bạn cùng xem. Nó sẽ hiển thị camera lùi luôn đây ạ. Đấy, camera rất là nét và có cả vạch dẫn đây ạ. Và có cả vạch dẫn và căn khoảng cách, tức là căn khoảng cách để mình lùi. Rất là tiện lợi và đặc biệt rất là lợi cho chị em phụ nữ, nhất là những cái chị em phụ nữ mà mới biết lái, chưa biết căn chỉnh mà lùi chuồng, thì là nó có camera này và có cảm biến lùi nữa thì rất là an toàn, tuyệt vời luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái phần chơi nhạc, tôi đang cho âm lượng nó nhỏ đi để nói cho quý vị và các bạn nghe nó rõ hơn. Chứ vì phần nhạc, camera lùi, giải trí, nói chung là giải trí đa phương tiện đều tích hợp ở trên cái màn hình đấy hết rồi đấy ạ. Rất là mới, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần cốp của chiếc xe. Phần cốp của chiếc xe, trước tiên thì tôi cũng cho quý vị các bạn xem về cái ốc của cốp đây ạ. Tất cả cái ốc cốp này, keo chỉ xung quanh của cái cốp này, nếu như đâm đụng hay là bị va chạm thì nó sẽ có vết ở những cái này đây. Và chiếc xe này thì ốc keo chỉ còn nguyên bản hết, tất cả còn nguyên bản hết, thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả. Và đây là cái bộ lót sàn 5D mà tôi đang bỏ ra cốp sau đây ạ. Và đây là cái phần lốp sơ cua, cũng như là cái phần phụ tùng đồ nghề của chiếc xe là còn đầy đủ hết ạ. Tất cả là còn đầy đủ hết của nhà sản xuất ạ, chưa có bị mất mát, thiếu hụt bất cứ một cái gì cả. Và đây là cái phần nội thất ở phía sau, táp bi cửa phía sau bên phụ đây ạ. Rất là mới. Vô lăng, cái táp bi cửa này cũng đã được là bọc da và phần nhựa kết hợp giữa da và nhựa, nhưng cũng đều rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Chưa có bị xước sát gì cả. Tất cả còn rất là mới, rất là nguyên bản của nhà sản xuất đây ạ. Vì chiếc xe này nó cái phiên bản số tự động, cho nên là không chạy dịch vụ, cho nên nó còn rất là đẹp. Chứ nhiều xe chạy dịch vụ thì nó không được đẹp như thế này nữa đâu ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn xem về cái phần cửa trước bên phụ đấy ạ. Cũng có bấm tay mở cửa trên cánh cửa luôn đấy ạ. Vì nó là khóa thông minh, bấm tay mở hai cửa trước, hai bên. Đấy, mở cánh cửa này ra thì chúng ta thấy luôn là cái phần táp bi này. Táp bi cũng rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thực sự là nó đẹp đều xe đấy ạ. Rất là đều xe.
vì mới chạy có 2 vạn km thôi, sản xuất năm 2019, đang ký tên tứ nhân. Đây, bước vào cái bậc cửa là đã có chữ Sunny, điện rất là sáng, rất là đẹp luôn. Và cái phần nội thất từ ghế da này, rồi ốc bản lề cánh cửa này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Về chất lượng của chiếc xe này thì chúng ta không phải bàn nữa rồi. Nếu như quý vị và các bạn nào ưng thì chúng ta có thể ngồi với nhau để bàn về cái phần giá thôi, chứ chất lượng thì không phải bàn, nó không khác gì một chiếc xe mới ạ, còn nguyên bản hết ạ. Ngoại thất và nội thất đều rất đẹp như vậy rồi, thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái khoang động cơ, tức là cái máy của chiếc xe nó đẹp như thế nào, hay còn nguyên bản hay không. Thì sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần động cơ đây ạ. Trước tiên thì tôi vẫn quay cho quý vị và các bạn xem về tất cả cái ốc đã. Đầu tiên là cái ốc cabo. Đây, thưa với quý vị và các bạn, ốc cabo nó còn nguyên bản như thế này đây. Keo chỉ cũng còn nguyên bản như thế này đây. Tất cả ốc cabo nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản. Điều này thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả về cái phần đầu. Phần sau vừa nãy tôi giới thiệu rồi, tất cả là chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản với quý vị và các bạn, không tai nạn, không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước. Máy móc nguyên bản, đây ốc cabo nguyên bản hết đây quý vị và các bạn nhé. Từ ốc cabo cho đến ốc tai xe, ốc tai xe rồi đến ốc xương đầu của xe đây ạ, nó còn nguyên bản hết luôn. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị va chạm. Và tôi quay cho quý vị và các bạn xem rồi, ốc chân máy này, từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này, tất cả là còn nguyên bản hết, cho nên là cái động cơ này có thể nói là tuyệt đối là yên tâm, vì là nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có bị tháo bất kỳ một cái ốc nào ở cái khoang động cơ này, cho nên là nó còn nguyên bản hết. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn luôn, cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Sunny 2019 này, thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 445 triệu đồng và chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể trả góp tối đa trong vòng 6 năm, vay với 70% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.